Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tính đến cuối năm 2015, 100% huyện, thành phố trong tỉnh phát hiện là có người nhiễm HIV. Tính trung bình thì mỗi tháng có gần 15 người bị nhiễm căn bệnh này. Theo đó, tính từ năm 1994 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, số người bị nhiễm HIV được phát hiện là hơn 2.900 người. Trong đó, bệnh nhân chuyển sang AIDS là 1.070 người, số người tử vong là 412 người. Đặc biệt, số người mới được phát hiện nhiễm trong năm 2015 là 181 người, trung bình mỗi tháng phát hiện có gần 15 người bị nhiễm. Dịch bệnh HIV cũng đã lan rộng, tính đến cuối năm 2015 đã có gần 90% số xã, phường và thị trấn và 100% huyện, thành phố trong tỉnh phát hiện có người nhiễm HIV. Đáng chú ý là trong năm 2016, các mục tiêu liên quan tới HIV của Cà Mau rất khó đạt được bởi nguyên nhân thiếu hụt kinh phí.